Noru tăng tốc, đảo Lý Sơn đang có gió mạnh cấp 8 giật cấp 11. Hồi 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 270 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, 150-183 km/h, giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 300 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10 giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn cho biết, trước diễn biến phức tạp của thiên tai, địa phương đã hỗ trợ sơ tán 17 hộ với hơn 40 người dân ở đảo Bé và thôn Đồng Hộ, đảo lớn đến ở Sen Ghép, với các hộ dân có nhà kiên cố để tránh bão số 4. Đến 14 giờ chiều nay, việc sơ tán dân vùng nguy hiểm ở Quảng Ngãi đến nơi an toàn tránh bão đã hoàn tất. Toàn bộ tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được đưa vào neo trú an toàn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã kiểm tra các điểm xung yếu tại các tuyến đê kè ven biển, chỉ đạo cho các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, vùng nguy hiểm vào nơi tránh trú an toàn. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, địa phương bắt đầu có mưa to kèm gió mạnh cấp 8 giật cấp 11, biển động dữ dội. Trước diễn biến phức tạp của bão, Quảng Ngãi đã nâng cấp độ nguy hiểm lên cấp 4, nâng thêm số người dân cần sơ tán từ 61.000 theo dự kiến ban đầu lên đến 200.000 người.